Chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh dự hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất. Tham mưu thực hiện tốt các chương trình, đề án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp ủy tổ chức Đảng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường hơn nữa tính chiến đấu trong nghị quyết nhằm thể hiện sự quyết tâm tập trung vào trọng tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất và nhiệm vụ thường xuyên 6 tháng cuối năm. Bí thư các quận ủy, huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các công việc liên quan đến quân sự, các nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.